Ok, chào tất cả mọi người nha. Tiếp tục cái series sửa quẹt thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn chia sẻ mọi người cách sửa một cái máy quẹt nha. Đây, tình trạng cái máy quẹt thì nó kém điện vào thì nó không quay nha, không có động tĩnh gì hết. Đây, mình cũng có đỡ cái đồng hồ đây, chứng tỏ là có điện 220V nha. Đó, mình kém vô. Rồi bật nút lên, bật tất cả các nút số 1, 2B gì đó cũng không thấy nó quay gì, nó im ru luôn. Đó, bây giờ mình sẽ tháo ra và kiểm tra xem thử nó bị hư cuộn dây hay là bị kẹt trục rồi gì đó, mình sẽ thay nó lại nha. Đó, mọi người xem video thì nhớ cho mình một like, một đăng ký để giúp mình phát triển kênh nha, để tạo động lực mình ra thêm nhiều cái video mới hơn và hay hơn. Đó, và chúc mọi người là một ngày mới vui vẻ nha. Mọi người bây giờ mình sẽ sửa. Thank you.
Thank you.